Vâng, chào mừng các bạn đã đến linh kiện 789 Ven. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành test một sản phẩm mới nhất từ trước đến nay của shop. Đó là đèn LED cốc. Thì đèn nó là tên là đèn COP, thì shop mình hay gọi là đèn cốc. Thì hiện tại sản phẩm bên mình đang bán với giá là 110.000 trên một sản phẩm. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc có thể truy cập vào sen đỏ Shopee hoặc là Lazada để đặt hàng nhé. Các bạn cần tìm kiếm linh kiện 789 là sẽ ra shop của mình. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể truy cập vào website linh kiện 789.vn cũng được để đặt hàng. Thì hiện tại sản phẩm này bên mình là hôm nay mình sẽ test 20 mạch, số thứ tự là từ 1 đến 20. Thì công dụng của cái đèn LED này là hỗ trợ chiếu sáng khi mất điện hoặc là những nơi là không có điện lưới nhé. Nó sử dụng điện vào, nguồn đầu vào là 12V DC các bạn nhé. Ok, mình sẽ tiến hành đi vào test. Thì ở đây mình có cái bình 12V. Đây, mình sẽ cắm điện trực tiếp các bạn nhé. Đấy, rất là sáng các bạn ạ. Đây, ở trên cái mặt đèn LED này, các bạn thấy nhá, những đốm li ti là những hạt LED, thì chứng tỏ là các bạn cứ nhìn kỹ, chứng tỏ là nó không có một cái điểm nào chết cả, điểm nào nó cũng sáng. Đấy. Đây. Rất là sáng. Ok, như vậy là mạch của chúng ta hoạt động rất là tốt. Thì các bạn lưu ý nhá, khi mua về, khi đặt hàng thì các bạn về lưu ý là phải lắp cái miếng tản nhiệt nhôm ở phía trên phía đằng sau này này. Lưu ý là vì trong quá trình sử dụng nó rất là nóng đấy, mình vừa mới thắp một lúc mà nó đã nóng ấm lên thế này rồi. Thì các bạn, cái này là cần thiết phải lắp. Đấy. Lắp đằng sau một miếng nhôm tản nhiệt. Ok, thì mạch đầu tiên hoạt động rất là tốt rồi. Thì mình sẽ tiến hành là đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để các bạn yên tâm khi nhận hàng nhé. Đây số ký hiệu.
Thank you.
Thank you.
Vâng ạ, và như vậy là toàn bộ 20 mạch, 20 đèn LED là đều hoạt động rất là tốt. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.